giống Thôi như giờ bây mình giờ bây chú giờ. ở trọ đi, chú ở trọ chú lo kiếm cô nào cũng ở trọ cũng được, hai người cùng làm cùng Chú ăn. còn đến được không? Không, Bây giờ không, nếu có trọ tôi lo lấy rồi, tôi không chịu. Không được. mấy cô mấy chị ở trọ là Không, không được hả chú? tôi tại vì tôi bị thằng cháu rồi nó mất chiếc xe luôn rồi. Thôi. Bây giờ mấy cô mấy chị là ở trọ đến với chú được không? Không. Không được Không được, không được. Tại vì mình có cái tài sản cái chiếc xe à. Rồi đi vô lấy luôn rồi mình có đất đi, đi ăn mày đó chứ đừng ăn xin. Không. Chú Thì nói ở là đây chú lên mạng cho coi người nào cần đó. Kêu rồi cần người người phụ như bác rể đó. Bác rể. À thì tôi về tôi phụ. Còn nếu muốn bắt ghế xong muốn cần gia đình gốc gác thế nào tôi dắt về quê luôn, tôi biết chỉ biết quê tôi luôn, còn tôi thì sao? Mà có nhà luôn nhưng mà không có lương, chú đi làm chú nuôi cô ấy, được không? Sao không được? Thì mình tại là tao không tốt hơn tỏ mình tôi cũng được gì? Thế mình về mình ở nhà người ta thôi. Không, cái đó thiệt, đằng mình chúng mới đồng sao vậy á? Chứ bây giờ lấy cô nào về phải có vốn có tiền mới được. Vậy cái dễ duyên, có công, con đó có cổ tôi có công vậy thôi, hiểu rồi. Ví dụ như cậu sao đi xách đất, tôi xách đất, cậu ngồi không, tôi mong mức độ nôn vô, vậy thôi. Nên vậy đó, thì tôi nói bình đẳng, chú hiểu rồi. Tôi là không là dùng ai. Chú phải chọn cô nào có điều kiện. À, không cần giàu. Nhưng phải có nhà. Tôi có nhà ở, đừng gì dẫn này chê. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. À, chứ hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi tên Nguyễn Hữu Tài, sinh 1961. Hồi nay là 63 tuổi, U70 rồi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chú sao? Không có luôn, đâu là vậy đó. Ủa, trước giờ chú chưa có vợ luôn. Lâu ra vậy luôn, tới vợ lâu vậy luôn, anh em có nhìn hết. Sao kỳ vậy chú? Tại không có, không có duyên rồi sao, mà tiền đâu mà nuôi nuôi là cứ vợ nổi. Rồi cha mẹ chết nữa, không có lo được. Cha mẹ má. Nhưng mà chú lúc trai trẻ chú cũng phải đi làm này kia chứ. Có gì làm. Nhưng mà làm mình đâu lúc đó đâu nghĩ vợ con đâu. Làm gì ăn hết nhiều luôn. À. Trời ơi. Thì chắc chắc đi chiếc xe chạy đó. Thì chứ không để dành dụm gì rồi, không có quen biết cô nào luôn. Đỉnh gì sống thôi, chứ không có nhiều. Nhiều không quen biết cô nào luôn. Không. Coi như là 60 mấy năm nay. Không phải đâu, quen biết thì nó nói thì quá đáng. Có biết nhưng mà nó không có chung tổng hợp với không chú hoặc là không đến với nhau có nghĩa là mình quen nhau xong rồi đến vài ba bữa mình bỏ chia tay. Nếu đúng ra cái chưa được nó thẳng là chưa có ăn ở luôn đó, chưa ăn ở luôn tại vì mình thấy cuộc sống bây giờ nó mà sao hồi trẻ chú sao mà chú không đi tìm vợ đi để lo đi bộ đội, tôi mới nghỉ có bao nhiêu mấy năm nay cái gì tới vợ luôn rồi. Coi như là không có đó giờ không. Chưa có vợ con gì luôn. Không có vợ con. Là nhà cửa chú đâu? Quê ở đó cho sống với ông già Đồng Tháp á. Vậy có nhà riêng không chú? Không chú có nhà gì. Không? Không có, bây giờ ở trọ thằng em thôi. Ở trọ? Thì trả với em nè. Mấy chục năm nay là chú làm chú dành dụm được chút ít nào không? Thì ở chút đỉnh vậy thôi chứ không có nói hết trước được. Được nhiêu chú? Thì nuôi sống à. Được 5-10 triệu không? Được. Rồi. Tài sản còn 5-10 triệu hả? Với chiếc xe. Người sắt á. Người sắt. Người sắt đó mà được chỉ mấy 2 triệu hả? Người sắt đâu ra dễ à, chứ mua chợ tôi mà. À, chứ mình chợ. Đó tôi mua gần 9 cây á. Thì bây giờ mình lên mình tìm một nửa thương như thế nào chú? Thì sống bình đẳng thôi, thí dụ như ai thích tôi về thì phụ về có cả có công ngựa cổ vậy đó. Nó nhiều chứ hiểu rồi. Có kẻ có công ngựa cổ. Ờ chứ đồng đăng giờ bây giờ kiếm cô nào có nhà cửa kinh tế ổn định là chú về ở để luôn. À, nhưng mà chú đó, không có vốn, chú có sức. À. Về chú làm được phụ gì cho người ta? Thì dù bất cứ chuyện gì chạy lấy đồ lạc gì đó, có gì nặng nhẹ tôi làm được hết mà. Nhưng mà vụ mình đâu nhà à, quét nhà cơm làm nước nội trợ làm được hết. Ờ cái thằng nó không nói thẳng luôn, nói chung là phải tội với phải rửa đất tôi cũng rửa đó. Lấy ví dụ á cùng rồi thôi lên chương trình thôi thôi xin lỗi đi tại là xin lỗi gì cúp cái là bỏ đi. Nói vậy là mình đã mình để thuộc rồi mình còn gì đòi gì nữa. Nhưng mà bây giờ trước giờ chú ở không vậy thôi, giờ chú ở không luôn đi. Thôi bây giờ tôi tại vì mấy nghe nó biểu thôi, bây giờ ông ở chung tôi không được. Thời gian tôi có vợ con hết rồi. Rồi ông đâm đau chết liền thì ông đỡ. Mắt. Đau chết liền không đỡ. Mắt. À. Mình ở đây mình nói mắt từ mắt hả chú? Ờ, rồi, nó. Thành ra thôi bây giờ ông đi kiếm gia đình đang nương nhau sống. Chứ bây giờ chú đi tìm một nửa thương là để cho người ta lo cho mình đúng không chú? Ừ.
đúng không? Ừ. Chứ hẳn vậy luôn. Ờ, mà không phải không lo, lo không đúng thì mình phải phụ qua với người ta sao? Bây giờ trước hết là có gì là người ta lo cho mình. Còn bây giờ chú về là chú nay xấu, chú sáu mấy tuổi rồi. Dạ. Sức khỏe nếu mà làm việc nặng này không, không được. Đúng rồi. Cơm nước nội trợ thôi, quét đó. Nhà, lau nhà, dọn dẹp. Hay hoặc là sai đâu lấy đâu gì đó, đó. Xe chạy. Kêu đi đâu làm đó. Đúng rồi. Nửa đêm mà vợ thích ăn mì, ăn phở gì là 12 giờ phía thức dậy là kêu chạy đi là chú chạy đi luôn. Dạ. Căng vậy. Đó thì cũng vô giống như bây giờ chú ở chợ đi. Chú ở chợ chú lo kiếm cô nào cũng ở chợ cũng được. Hai người cùng làm cùng ăn. Không, bây giờ không, nếu có chợ tôi lấy rồi tôi không chịu. Mấy cô mấy chị ở chợ là không được hả chú? Tôi tại vì tôi bị thằng cháu rồi nó mất chiếc xe luôn. Rồi. Bây giờ mấy cô mấy chị là ở chợ đến với chú được không? Không. Không được luôn. Không được, không được, không được. Tại vì mình có cái tài sản chiếc xe à. Rồi đi vô lấy luôn rồi mình có đất đi ăn mày rồi chứ đừng ăn xin. Bây giờ tôi có tin ai chứ, nó thật mà nói luôn. Lấy vợ sợ vợ lấy mất xe. À, lấy vợ á, chứ sợ vợ lấy mất xe. À, chiếc xe là làm như là lấy cái chiếc chiến công mình. Tối ngủ mình xích lại. À, bây giờ tôi không tin được, thà là có cái nhà đi rồi tôi chỉ dắt về nhà tôi luôn, quê tôi luôn, gốc gác luôn, cho biết luôn. Vậy đó, tôi sống thà mà sống bình đẳng lắm chứ tôi không có lợi dụng ai hết. Bây giờ sức khỏe chú làm sao, ok không? Ok, không có gì hết á. Chứ con thấy chú đi lợn khộm, lợn khộm. Dẫn hoài, tôi chạy ra tới Bình Thuận luôn á. Tôi giao đồ quán luôn á. Bây giờ chú kiếm cô nào có nhà về ở rẻ luôn hả? Ờ. Đó. Ờ. Ở trọ nó không được. Không, ở trọ cũng thích. Bây giờ có cô không. Kia, có nhà cửa, nhưng mà không có vốn. Mà không đi làm được. Ở nhà thôi, chú đi làm chú về chú nuôi. Thôi, kẻ có bấm ngựa búi chứ gì tôi không chịu. Đừng nghĩ có nhà không, nhà tôi cũng có vậy. Vậy thì dưới đất tôi cất cũng được vậy. Nó giờ tôi che lá rồi cất được dưới quê tôi, không bóng dưới đó. Chứ không có đất đâu. Tại tôi muốn gì vậy đó, tôi nói mấy chú hiểu rồi. Dạ. Yeah. Nó, tôi thấy nó bình đời đẳng à, ví dụ cho cô đó. Cô có muối, thì tôi đi kiếm lên nhà miếng nước. Kẻ này hùng như nấu thôi. Không phải tôi nghĩ như cái nhà của cổ mà tôi vô tôi ở đâu. Vậy nương nhau sống cái lúc đau thôi, chứ không có gì hết. Cổ đau tôi đưa thuốc. Đó là tiền, tôi đau có đưa thuốc vậy thôi. Chứ không phải là lợi dụng người ta có cổ vô ăn đâu, tôi không có gì. Vậy thì kiếm mấy cô nào ở chợ đi, hai người không, cùng không. Lo nhau. Ở chợ tôi đâu bị rồi, tôi sợ lắm, tôi không tài nói gì luôn. Cũng khó. Không. Chú nói là chú lên mạng cho coi người nào cần đó. Kêu rồi kêu rồi cần người phụ, nhưng bắt rễ đó. Bắt rễ. À, thì tôi về tôi phụ. Còn nếu muốn bắt rễ xong, muốn cần gia đình gốc gác thế nào, tôi dắt về quê luôn. Tôi biết, chú biết quê tôi luôn, coi tôi thì sao. Thành phần nó thế nào. Nhưng mà chú ở rễ 70 rồi, U70 ở rễ cực lắm, con thấy cực lắm. Không, cực thí dụ như mình còn sống, thí dụ mình làm nặng rồi, được mà ghiếp được sao mà sách 5kg. À. Vậy thôi. Nó ví dụ tùy thế khả năng chứ giờ thì 100kg sẽ dám nổi. À. Vậy đó. Thí dụ như mình con đó có nói bây giờ sẽ 20kg thôi không được, 15kg, được. Vậy thôi. Làm hai lần, cũng xong vậy nè. Không muốn làm thì làm được. Vậy đó. Ở rễ cực ha, chân ha. Chứ không có chân, không chân cực. Nhưng mà như mình sợ ở không được thôi chứ không có dịch được. Nó bây giờ mình ăn á thì dùng người ta cho mình tới đó mình phải lấy ăn á chứ quay vãi thôi tại đành mình đâu. Nhưng mà về người ta ép ghê lắm á. Không, nó ép thành nhân thiên này. Nếu sao mà thấy tốt đẹp là được rồi, không được rồi thôi thì mình chia tay chứ có gì coi khó chứ. Nó chứ đâu phải ở ghế rồi hành hạ con người ta, con người mà. Nhưng mà sao bây giờ mình đang ở trọ thì mình kiếm cô nào ở trọ về hai người cùng nhau sống ở nhà trọ luôn. Tôi đã bị rồi, hai đứa cháu bị chơi rồi. Tôi sợ nó rồi, tôi đã nói nó hồi đầu tiên, tôi nói không được. Cái xã hội này phức tạp lắm. Ừ. Mày chưa có tin mày, đừng có tin ai chứ. Sao phức tạp? Thì vậy đó. Tôi nói như mới hiểu mà chú làm việc mà chú biết á. Nhiều khi cái đương tâm mình muốn làm cái đó, xã hội mình đâu ý rồi. Không được, làm được. Thế thằng Giang phải đứng chính mới được. Bởi vậy chú cứ nghi ngờ người này, người kia. Bởi vì nay sáu mấy tuổi chú không đến được với nhau. Không phải, không ai nào đến với nhau. Nhưng mà mình phải đến chính xác được. Nếu cần thì tôi tới. Không cần gì thôi, tôi cũng không quan trọng gì mấy. Tại nói thiệt, đau thì lo cho nhau thôi. Kể với cháu thì miếng nước, vậy thôi. Có nhà mới được ha. Có nhà. Đó. Còn muốn, nếu cái coi đâu có cổ, muốn gì quê tôi. Giúp cho tôi đi cất nhà thay với ở. Có đất cao luôn. Nói thiệt. Cất nhà lên. À, không cần tên, không cần sắt, nhà lá nó mở được. Đó tôi mua bao không được với quê tôi. Nhưng mà cô có đá, chú có đá không? Có, ông già ông đấy ông băm ở dưới. Ông chết nó bỏ mẹ cũng không có ai ở đâu. Em muốn về tư tán hết trơn rồi. Rồi bây giờ nếu mà cô nào có tiền bỏ về nhà cất nhà chú. Còn có muốn sao tôi về quê thì tôi chỉ đất cho biết quê tôi. Quê tôi là quê tôi ông huyện Cao Lãnh đó. Cất nhà chú xong rồi sau này lỡ khi chia tay cái cô nó mất nhà sao? Không có mất, tôi cho cô làm giấy đứng tên luôn. Nói thiệt.
sống đời rồi được bao lâu đâu mấy chú. Mà bây giờ mấy cô mà có nhà luôn nhưng mà không có lương, chú đi làm chú nuôi cô ấy được không? Sao không được? Thôi mình tôi cũng giật gì. Thế mình về mình ở nhà người ta. Không, cái đó thiệt. Đằng mà chú biết đồng sao vậy á. Chứ bây giờ lấy cô nào về phải có vốn, có tiền mới được. Vậy cái dễ duyên. Con có công, con đó có cổ, tôi có công. Vậy thôi, như hiểu rồi. Ví dụ như cổ sai, tôi xách đất. Có ngồi không, chú muốn bước đổ nôn vô. Vậy thôi. Này vậy đó, thì tôi nói bình đẳng cho chú hiểu rồi. Tôi không là bây giờ chú phải chọn cô nào có điều kiện. Không cần giàu. Nhưng phải có nhà. Có nhà ở, đừng gì dẫn này che. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Cái mấy mưa nắng thôi chứ không cần giàu. Thì phải có đủ ăn chứ. Đó thì đó, vậy đó. Cổ làm được 10 đồng, tôi làm được 5 đồng, hay là cổ làm 5 đồng, tôi làm được 10 đồng. Vậy là nó không ra sống rồi. Bây giờ cô không làm một đồng nào hết. Đồng nào thôi, không ai giữ đi. Chú về chú nuôi chú có. Không có đâu, tại giờ tôi thân nó nuôi tôi không được. Bây giờ ví dụ như mình có lấy ví dụ như mấy chú nghe tôi tiếu lắm nha. Ví dụ mấy giờ mình bưng tô cơm lại. Rồi. Không có đồ ăn cho ăn nổi không? Chị ăn không là cái miếng dao bỏ vô chứ. Chia sẻ. Thì chia sẻ như vậy đó thôi chứ tôi có phải không ăn được đâu. Đó, ví dụ như có sao tôi đi mua đồ thì tôi cũng mua đồ mà vợ mang cái gì nói thì mua có đồ ăn chứ. Ăn không ăn gì nổi. Thấy không? Ăn không nó không có vô. Cái gì cũng vậy chứ. Nhậu mà không có màu sao nhậu được. Thấy không? Căng nhỉ. Dĩ nhiên, không lẽ nhậu đó nhậu với một thì bây giờ mấy cô đó bỏ sức ra. Chú bỏ của. Được không? Đỡ. Đó thì mấy cô ở chợ đó, mấy cô không có gì. Không, tôi đi phương gọi là chú Pháp, tôi đã từ ở chợ rồi, không chịu. Mấy cô ở chợ về rồi cho chú. Được, cảm ơn. Mấy chú cái nghĩa được, tôi có cái chỗ ở là vừa là tôi không cần cô, tôi có của. Vậy mình hiểu nhau thì sống được rồi. Ở chợ nó không được. Thì có chỗ ở, nãy tụi con nói là cô đó có nhà nhưng mà cô đó không có đi làm được. Chú đi làm chú lo. Ủa, chú cũng không chịu luôn. Không. Tha cho mình tôi. Rồi. Phải có nhà. Cái nhà là quan trọng, nhà là chỉ cái nắng thôi, không có chân á. Là phải có tiền nữa đúng không? Thay phốt thôi, bởi vì cô đó ở nhà chợ cũng có tiền thì sống được gì mà tôi không chịu. Tôi ý được định là tôi ý định được có cái chỗ thôi. Đó, cũng cần quyết tôi thì chắc gì quê tôi. Đó. Đây là chị này nói là chị có căn nhà. Chị chúc ly nè, chị nói chị có căn nhà. Có, mà có. Chị không có tiền làm ăn. Chú về chú lo. Rồi cô đó lo, chị đó lo cho chú bệnh hoạn hay gì rồi chị đó lo. Chú chị đó hồi sau phân giải cái gì chưa thấy chưa biết. Chưa phải không? Chưa vô cục chưa biết. Trời ơi, căng rồi. Màu mà dọn ra bàn chưa chắc ăn nữa kìa. Đó mới hiểu rồi đó. Rồi nói chung là tóm lại là chú tìm một nửa thương có nhà. Nói chung là phải có kinh tế. Kinh tế cũng để cho đủ sống hai đứa thôi chứ không cần. À, cô đó bạc tỷ hay xa hơn chứ tôi không cần biết. Rồi được vài trăm triệu thôi, đủ hai chồng già sống thôi. Vậy đó. Còn mấy cô mấy chị mà ở chợ thì chú thua tôi ở mình sướng hơn. Vậy nhưng mà như vậy thì chú chờ lâu á, chờ lâu lắm. Tại là tôi đợi mấy chục năm chờ được không, lẽ không lẽ mà 50 năm khi chết cũng được, không cần nữa mà. Thì tôi nói với chú là tôi phân hai không mà tôi thẳng không, tôi không vậy đó. Nhưng mà chú đi ở rễ rồi chú không sợ bạn bè dị nghị nói ra nói dài? Rồi, cái đó không sợ. Tôi sợ đói á, tôi không sợ cái đó. Tôi sợ đói không có cơm ăn á. Tôi không sợ cái đó. Chú không sợ người ta dị nghị hả? Không sợ. Tôi sợ tôi đói, tôi sợ tôi giết tôi thôi chứ không sợ cái đó. Chú sợ ngoài đời tôi sợ, tôi sống bộ đội chừng mấy chục năm chú rồi. Chú sợ đói thôi. Cái đói thôi. Giờ nào tôi đang ăn giết tôi thì tôi sợ thôi chứ đâu, cái đó tôi không sợ. Nhưng mà con thấy bây giờ chú vô. Chú làm chú ăn chú cũng thoải mái, một ngày chú chạy xe ôm đi chú cũng kiếm được vài trăm ngàn chú sống thoải mái thì được. Như sáng giờ tôi chạy được 250 đó sáng chạy ra đây luôn. Nhưng mà tôi dụng cái năm tôi nằm sợ nằm chỗ đó, em không có lo thì nó bực bội nó, nếu nó lo mình thì vợ nó khổ lắm. Thì tôi nghĩ một cái là vậy chứ lương cho nó có lúc gì giàu chứ đúng không, đó vậy thôi chứ bây giờ nó sốc nếu chết liền mấy chục năm nay là chú làm chú không có dành dụm được chút ít nào luôn hả? Không có, là tôi không nghĩ gì, tôi ăn lo ăn không à? Làm như là ăn hết không dư một cách nào luôn, dư 50 triệu để anh để họ thân lúc bệnh vô anh viện thôi, bệnh tôi vẫn có luôn. Rồi lỡ mà chú phải thủ thân rồi bữa nào bệnh hoạn đau ốm hoặc là mưa thì có tiền mua thuốc có cũng vẫn cái đó chứ, có mưa gió rồi sao có cái đó có. Còn nếu tôi không được thì em tôi chở đi bảo hiểm tôi có mà, quân đội tôi có bảo hiểm mà. Đó vậy thôi, tôi có thiếu gì đâu. Làm như ăn hết nhiều luôn. Vậy chứ đừng là làm để làm gì. Đời sống như thường mà, thế nói chú hiểu không? Đó. Bây giờ nói thẳng là chú đừng giận luôn nha. Dạ. Ông Tích Minh Tệ đó, thấy ông hưởng được cái gì không?
mà ổng còn bị ăn đòn đó. À, nhiều như hiểu rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó chú thấy không, bây giờ đó, chú không giành giận nè, được chút bánh nào cái đầu chú lo rồi. Chú bây giờ chú đi kiếm, chú đi kiếm người có nhà cửa kinh tế ổn định là chú. Ủa, đi ở đây. Đâu phải, tôi nói nãy giờ tôi nói không phải cần kinh tế được cái xe hơi. Vì hiểu cô đó hiểu tôi sống với nhau là vì biến thuốc, vì trái nước thôi. Nó hiểu chưa? Vậy thôi. Dạ, hiểu nhưng mà không phải có tiền chú thì mới có, đánh được. Tiền tôi sẽ có. Còn ở chợ là chú bỏ chạy rồi. Tôi sống hàng ngày mà được mà. Khổ ha. Thôi thì điều kiện của chú đưa ra thì cũng hơi khó, nhưng mà cũng tùy duyên thôi, cũng mong là duyên sẽ đến với chú thôi. Bây giờ tôi còn đâu biết sao, tôi còn là dịp còn nói. Bây giờ mà bây giờ mơ tao mà tưởng mà cái người 40-50 triệu hay 30 triệu gì có xe hơi được, tôi không mong. Bình đẳng thôi. Bình đẳng thôi. Đó, có nhà cửa, có chút vốn. À. Ví dụ như cô đó đi giờ đi bưng phai bán chuối cũng được nữa. Tôi không cần gì, cần cái tình nghĩa thôi. Rồi, hôm nay chú lên chương trình này, chú chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình là chú thấy vui chưa? Vui chứ có gì đâu. Rồi, chú có lời nào nhắn gửi tới mấy cô mấy chị mà đang có nhà cửa nè, có kinh tế ổn định rồi, muốn kết nối với chú, cho chú về để chú nói đi. Thì tôi đây là cũng trước là chào bên cái đó yêu thương cho được dạ. Ngày hạnh phúc luôn luôn cả cộng đồng ra trong nước và ngoài nước. Thì bây giờ tôi nói vậy đó thì mấy cô mấy chị nào đó thấy đồng cảm với tôi được thì về cho tôi sống. Rồi. Đó, vậy thôi chứ tôi không có đòi hỏi gì rồi, mấy cô có xe hơi nhà giàu chứ mình đẳng nhà tổng lên. Đẳng. Rồi, vậy đó. Có nhà cửa. Nhà cửa. Có kinh tế ổn định tí xíu. Ờ vậy đó. Còn mấy cô mấy chị ở chợ đến với chú ngày sau chú nói luôn. Thôi chị chia tay đi. Tôi không phải là tôi ỷ mà tôi có tiền hay gì, tôi chia tay bây giờ chợ tôi sợ lắm rồi. Rồi. Vậy đó. Thì mình nói vậy thì cái xe này nó thẳng với chú nha. À, chú. Hỏi nói vậy thì mấy cô mấy chị ở chợ buồn sao? Không buồn gắng chịu chứ tôi cũng nghèo, thấy bà nội tôi có chứa được, nó không được. Rồi vậy thì cái xe này tôi mới kiếm lại cũng cả cái tháng chạy được. Dạ. Thôi rồi, tụi con cũng ghi nhận câu chuyện của chú thôi. Chứ giờ tùy duyên chú thôi. Dạ. Chú đưa ra cũng hơi khó, cũng mong là không may tôi không may khó, tôi mong không có đòi hỏi, tôi bình đẳng thôi. Rồi tụi con chúc chú nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa thương chú ha. Rồi tôi cũng chúc hôm nay chú lên chương trình, chú có cam kết những thông tin chú chia sẻ đúng, chú chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình không? Dạ đúng, không có gì hết. Cái thứ hai chủ yếu lên đây mua cái chai rượu vũ. Dạ. Rồi hôm nay chú có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của chú chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gửi xuống, chú đồng ý ha? Dạ đồng ý. Dạ tụi con cảm ơn chú. Rồi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho chú có cách nhìn đa chiều hơn. Rồi, đăng ký kênh, bấm vào chuông được đón xem những video nhanh nhất mới nhất. Rồi xin hái chào tạm biệt cô chú anh chị. Rồi cho em được like được. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chắc phải gần chục chai. Rồi thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp ngón đó, là cái khớp ngón là ở cái bàn á, nó sưng lên. Dạ. Yeah. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp rồi bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh, thoái hóa khớp tay đó ha. Ờ. Rồi. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần là bớt chắc cũng phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái máu trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn yeah. Anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em này. À Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi ok. Rồi ok cảm anh, uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi. Dạ.